Đây, nhà đầy đủ nội thất, không thiếu gì cả. 7 triệu tháng, miễn nợ. Ông chủ, giảm một chút được không ạ? Không có đâu. Không có đâu. Đấy, nhớ đóng tiền nhà đầy đủ. Nhớ đóng tiền nhà đầy đủ nha. Sao lại ở cái chỗ bẩn này như này cơ chứ? Alo. Gì? Lương 10 triệu à? Mọi người nghĩ tôi là ai đấy? Tôi không làm. Alo ạ? Nhá. Dạ vâng. 7 triệu một tháng ạ? Vâng ạ, em làm được ạ. Vâng, mai em tới ngay. Thế luôn đấy, nay làm gì cũng không ra hồn nữa ạ. Cuộc sống thì như cứt. Tiền lương thì thấp. Chỗ ở thì nghèo nàn phang. Sao tao phải sống khổ ở đây hả mày ơi? Thôi, vào làm ghê nữa đi, đỡ khó chịu nhỉ. Alo ạ, mẹ à? Vâng, con đây. Con ở trên này, con vừa đi học, con vừa đi làm. Ổn lắm mẹ ạ, không sao đâu, mẹ đừng lo nhá. Vâng, con biết rồi. Con làm nốt bài đã, gọi mẹ sau nhá. Con vừa chuyển tiền cho mẹ đấy, 5 triệu, mẹ nhận được chưa? Ui giời ơi, con ở trên này, con vừa đi học, con vừa đi làm, kiếm được tiền mà. Mẹ đừng lo nhá. Rồi, con biết rồi. Thế nhá mẹ nhá. Mời nhá. Rồi. Ô mẹ à, chuyển gói tiền nhá, có hết tiền rồi. Nhanh nhá, con đang cần gấp. Có tiền rồi, chơi tiếp đi. Trời. Mày mua gì mà nhiều đấy, liệu dùng hết được không? Mua nhiều thì làm sao, đồ tao thích thì tao mua. Mình chỉ cần mua những đồ thiết yếu thôi. Anh bảo, hiện tại bây giờ ấy, anh chưa có gì nhiều. Thì đây là món quà duy nhất anh có thể tặng được cho em. Nhưng mà anh hứa, về sau ấy, nhất định anh sẽ dành tặng cho em những thứ tốt đẹp hơn. Như này là vui rồi ạ. Em cảm ơn anh. Anh có món quà tặng em. Sẽ tin gì với anh nhá. Anh tặng em à? Ôi, anh đỉnh thế. Cứ ngoan là được. Đồ tồi, hôm nay sinh nhật tôi mà anh không thèm chúc một câu. Quà cũng không có là sao? Rồi em đang ngủ, mai đi. Chia tay đi, tôi không thể nào chịu được nữa rồi. Con chê rồi á? Em, chúc mừng sinh nhật em. Năm nay anh chưa thể mua được cho em những món quà mà em thích. Nhưng mà anh hứa sang năm ấy anh sẽ có thật nhiều hơn nữa để mua được tất cả thứ cho em nhá. Đâu phải mỗi việc tặng quà em đâu, mà cuộc sống chúng mình phải tốt hơn nữa. Chúng mình cùng nhau cố gắng anh nhé. Đồng ý. Này Minh. Alo. Rốt cuộc thì cậu có định đi làm hay không đây? Hôm nay đã báo là công ty cần nhân sự, yêu cầu tăng cao rồi cơ mà. Lương ngày hôm nay còn gấp 5 lần đấy. Vậy là ngày nghỉ mà. Cậu tìm người khác đi, không muốn đi làm hôm nay. Alo ạ, sếp ạ, em nghe đây ạ. Mai công ty cần nhân sự đi làm, cậu tăng cao được chứ? Lương sẽ được tính thành 5 lần. Dạ được ạ, sếp cứ yên tâm. Em đi làm ấy, kể cả không có lương, em vẫn sẽ đi. Đó là nhiệm vụ mà trách nhiệm của em và sếp. Sắp tới công ty sẽ mở thêm chi nhánh, tôi sẽ ứng. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Tôi sẽ ứng cử cậu sau đó làm trưởng. Ôi, em cảm ơn sếp nhiều ạ. Vậy là hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng ta ở lại căn nhà này rồi. Kỷ niệm thật đấy. Dù sao thì mình cũng đã gắn bó với căn nhà này 5 năm rồi. Nhưng mà cũng phải đến lúc để thay đổi cuộc sống mới thôi. Cũng sắp có con rồi, cần căn nhà lớn hơn anh. Anh đồng ý, mình đi thôi. Minh, cậu mở cửa ngay cho tôi. Cậu không định đóng tiền nhà. Bao nhiêu lần tôi nhắc nhở cậu rồi. Cậu ra đây ngay. Mở cửa ra nếu không tôi sẽ báo công an cô cổ đấy. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn dọn dẹp đến nơi ở mà giờ cũng đã 5 năm trôi qua rồi. 5 năm vừa rồi quả là thành tích với mình. Cuộc sống này thật ý nghĩa. Anh đợt này, lấy xe đi, đừng nữa đấy. Dạ vâng, em lấy ngay ạ. 5 năm ông già bắt mình phải sống khổ sở để trải nghiệm cuộc sống của người ít tiền. Giờ thì không còn nữa rồi, ta về mà kế nghiệp công ty, vậy là sao? Sếp ạ, em mời sếp lên xe.